À, kính thưa các bác, các cô, các chú, các anh chị, Lâm đang đứng trên đường Đống Đa. Hôm nay Lâm sẽ giới thiệu toàn bộ về thành phố Gạch Giá trước đây, khoảng trước năm 1975. Lâm đang đứng ở đường Đống Đa, cắt với đường Nguyễn Trung Trực. Thì hôm nay Lâm sẽ giới thiệu những cái con đường chính như sau, đó là đại lộ Nguyễn Trung Trực, hiện giờ là đường Nguyễn Trung Trực, đường Ngô Quyền ở cặp Ba Mé Sông và đường Long Quan Kỳ. Thì thành phố Gạch Giá trước đây thì nó hình thành được hình thành bởi ba cái con đường nêu trên và các ngã tư như là ngã tư Âm Địa, ngã tư Tinh Lành, ngã tư Xã Mai. Và ở phía trong khu Quỳnh Thách Văn, thì khu Quỳnh Thách Văn là Lâm có giới thiệu trong một cái clip rồi. Thì sẽ mời quý vị cùng xem cái clip màu Quỳnh Thách Văn ở phía dưới. Sau đây Lâm sẽ đi trên cái quẹo qua đường đại lộ Nguyễn Trung Trực, hay là đường Nguyễn Trung Trực tại thời điểm này nha quý vị. Đây là đường Nguyễn Trung Trực, trước đây trước là cái cổng mà hướng từ Gạch Sỏi mà đi vào phía trung tâm đó quý vị. Thì trước xa xa thì quý vị có nhìn thấy đó là cổng Tam Quan. Thì trước đây hai bên đường này là đều là khu rất là trống hết trơn đó, không có nhà cửa, nhưng mà hiện giờ thì nhà cửa đã san sát rồi. Trước đây cái đường Lạc Hồng là đường một cái đường mòn để mà đi xuống chùa Láng Cát đó quý vị. Chùa đó là chùa của người dân tộc, người đồng bào dân tộc Khmer. Hiện giờ thì cái chùa đấy vẫn còn. Chút nó chạy qua thì Lâm sẽ đi xuống cái chùa đó quý vị. Đây là cái đoạn mà có cái bến xe Gạch Giá trước đây đó quý vị. Hiện giờ là thành đường Lạc Hồng rồi. Đây là cổng tham quan của thành phố của Gạch Giá trước đây nè quý vị. Khi mà đi tới Gạch Giá thì chúng ta nhìn cái cổng tham quan này sẽ biết là đã vào trung tâm thành phố Gạch Giá rồi đó quý vị.
Ở đây mời quý vị cùng đi tới ngã tư Âm Đệ trước đây. Thì ở đó có một cái miếu, một chút nó làm sẽ đi vào phía trong để mà quý vị tiện theo dõi luôn. Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng trên đường Nguyễn Trực nè quý vị. Còn đây là chợ Bắc Sơn của thành phố Rạch Giá. Lâm có giới thiệu trong một cái clip ở phía trước á, thì quý vị có thể theo dõi. Thì chợ này thì hình thành sau này thôi, hiện giờ rất là đông đúc. Nó nối từ đường Nguyễn Trực đến phía dưới đường Ngô Quyền luôn đó quý vị. Ra đây mời quý vị cùng Lâm tham quan chứ tiếp Rạch Giá nhé quý vị. Cái đèn phía trước là ngã tư Âm Đệ trước đây đó quý vị. Thì một chút nữa Lâm sẽ chạy vô cái đường ngã tư Âm Đệ, hay còn gọi là ngã tư Nguyễn An Ninh hiện nay. Thì vừa cắt giữa đường Nguyễn An Ninh với đường Nguyễn Trung Trực, thì Lâm sẽ quẹo qua đường Nguyễn An Ninh để vô cái Âm Đệ đó để quý vị dễ hình dung hơn. Lâm sẽ giới thiệu cái địa chỉ là Âm Đệ đó, tại vì Lâm đang đi trên đường Nguyễn An Ninh nè quý vị, quẹo vô cái hẻm. Vậy là mình chạy quẹo đây là tới Âm Đệ phải không con? Trời, con cảm ơn con. Ở đây mời quý vị cùng Lâm đi vô ngay cái Âm Đệ trước đây nha quý vị. Dạ, cảm ơn con. Dạ.
đây quý vị, ở đây có cái àm, trước đây cái này gọi là ngã tư Âm Đệ đó quý vị. Đây có một cái giếng. Ông ơi cho con hỏi cái được không? Hỏi gì? Ông ngày xưa cái ngã tư Âm Đệ là do cái có cái am này đúng không? Ừ. Là cái am này ngày xưa gọi là am Âm Đệ luôn hả hay là gì bác? Am Âm Đệ. Am Âm Đệ luôn hả? Ừ. À dạ. Vậy là nguyên cái khu này cái động đó luôn có cái ừ. Dạ, con cái nguyên cả cái nhà này luôn. Cái nhà luôn. À dạ. Vậy ngày xưa cái đường Nguyễn Trung Trực của nó là vậy là thoát ra tới đây luôn hả? Đó. Thì con biết rồi nhưng mà con muốn biết đó là ngày xưa vậy là khu này đâu có nhà cửa gì đúng không? Hồi trước ha. Dạ đúng rồi. Hồi trước thì chỉ có mấy cái nhà thôi. À mấy cái nhà thôi rồi thành ra là có cái Âm Đệ ở đây gọi là ngã tư Âm Đệ luôn. À dạ. Ngã tư Âm Đệ là ở ngoài đó đó. Dạ. Đây là gọi là Âm Đệ ngày xưa nè quý vị. Ở đây Lâm sẽ đi vào phía trong để mà quý vị cùng dễ theo dõi hơn. Đây là ngã tư Âm Đệ trước đây nè quý vị. Đây là phía trước. Bác ơi cho con hỏi chút được không? Ngày xưa cái này là cái miếu mà đó giờ luôn đó bác. À, câu cái gì nói lên tiếng. Dạ, cái này ngày xưa là cái miếu mà đó giờ luôn phải không? À. Dạ. Dạ. Gọi là miếu Âm Tự luôn hả bác? Dòng đây. À, con đi quạt quẹ một vòng được không? À. Dạ, con cảm ơn bác. Nào. Ý bự quá. Dạ bác. Cái này con đi ngang đường này nó có bát quẹo quá đó. Dạ dạ. Dạ. Đây là khu vực phía trong. Ở đây theo quan sát của Lâm á, thì rất là sạch sẽ. Đây có những cái bộ gọi là bộ giường ngày xưa đó đối với quý vị. Đây là khu vực kế bên nè. Rồi mời quý vị đi ra phía trước nha. Ở đây nếu mà được chụp ảnh thì phải nói là rất là đẹp quý vị.
không khí rất là cổ xưa. Cảm ơn bác. Này là cái chùa Bạc Liêu. À, chùa. Nhưng mà chùa ở giữa hầm để hiệu môn văn tự. Môn văn tự. Nhưng mà âm địa là theo âm địa, âm địa là cái này luôn, bên khu luôn. Đó hiệu chùa là môn văn tự. Dạ, là bác ở đây bác được bao nhiêu tuổi rồi bác? À, nhà tôi thầy Duyên. À. Ở chùa bên này, nhà thì ở đất ông bà của anh này. Dạ. Là bác cho bác trông coi cái mấy cái nhà này thầy ở riêng phần đất của ông bà. À, dạ. Còn ở chùa từ đây qua đó vòng vòng đây. Dạ. Dạ. Dạ, chùa hàng năm có tổ chức gì không bà? Hả? Hàng năm là có tổ chức cái lễ gì không? Có. À, một dạ. Năm là cũng cái ngày rằm tháng 3. À, gầm... là cầu an. Cầu an là rằm tháng 3. Tới tháng 7 thì cũng lễ Vu Lan. À, lễ Vu Lan, dạ. Tháng 7 gầm 7. Dạ. Rồi cái gầm tháng Giêng thì cũng đầu năm. À, là 19 tháng Giêng. Vậy là 3 ngày. 4 lần, 4 năm. Còn một lần nữa là... Mà chỉ có gầm tháng 3 thì 3 ngày. À, còn dạ. Cái kia cũng ngày 1 à. À, rồi dạ. Tới 23 tháng Chạp. Rồi. Đó, thì cũng lần nữa. Một năm 4 lần. Dạ. Vậy đó. Dạ. Gầm ngon ai cúng về lại Phật tử ai nấy cúng cho chùa không có tổ chức. À dạ. Vậy chỉ là bác coi ở đây luôn hả bác? Hả? Bác coi ở đây luôn hả? Ở đây nhà tôi ở đây hồi đó làm quả phòng thuốc. À. À, bây giờ phòng thuốc ông thầy ông mãn rồi. Dạ. Không có hốt nữa. Dạ. Thành ra nhà tôi để đây sáng này quét tước rồi bị bà trung đỉnh vậy đó. Dạ. Cháu bác mấy cái bộ ghế này ngày xưa gọi là bộ ghế gì con quên rồi ta. Hả? Bộ ghế á, bộ ghế này gọi là bộ ghế ghế này là ghế hồi xưa của chùa lót cái hồi đó để thuốc để đồ và thuốc nam. Dạ. Rồi bây giờ không có thì cũng ngày thường lót để đó. Dạ. Rồi con cảm ơn bác. Dạ. Dạ. Con cảm ơn bác nha. Dạ, dạ con đi, con quay tiếp. Dạ. Con đi luôn bác trai ơi. Dạ. Sau đây mời quý vị cùng Lâm đi tiếp được Nguyễn Trung Trực để mà đi tiếp tới ngã tư Tinh Lành nha quý vị. Ở đây Lâm đang đi ra đường Nguyễn An Ninh để mà quẹo xuống đường Nguyễn Trung Trực nha quý vị. Quý vị nếu mà có muốn ăn sáng gì kia đó thì có thể ghé cái đường này hoặc là khu Bình Thắng Văn để mà ăn sáng. Thì ở đây là một đường mà bán buổi sáng đó là bán các loại như là bún, vừa chạy qua ngã tư Âm Địa hay còn gọi là ngã tư Nguyễn An Ninh ngày nay đó quý vị. Thì Lâm đang đi trên đường Nguyễn Trung Trực nè quý vị, hay còn gọi là đại lộ Nguyễn Trung Trực trước đây. Đường này chủ yếu là về các mặt hàng về quần áo. Quần áo rất là nhiều, các shop quần áo, các shop về giày dép và các tiệm chụp ảnh cưới. Nhà
Tinh Lành nè quý vị. Ngã tư Tinh Lành là do có một cái nhà thờ Tinh Lành ở đây. Ngã tư Tinh Lành hiện giờ còn gọi là đường Nguyễn Chi Lăng đó quý vị. Đây để làm cho xem cái nhà thờ Tinh Lành ở đây nha quý vị. Đây là nhà thờ Tinh Lành nên có được tên là ngã tư Tinh Lành đó quý vị. Ra đây mời quý vị cùng Lâm đi trên đường Nguyễn Trung Trực tiếp nha. Còn ở đây nếu mà chúng ta đi trước đó là có một chùa gọi là chùa Tam Bảo, chùa Vĩnh Bảo. Thì chùa Vĩnh Bảo thì bây giờ hiện giờ là nó nằm cặp đường Sư Thiện Ngăn đó quý vị. Để làm chạy vô cái đường Sư Thiện Ngăn này nè, nó phải chạy vô để mà cho quý vị xem chùa Tam Bảo trước đây nha. Chùa này thì Lâm cũng đã giới thiệu trong một cái clip mà gần đây là về chùa Tam Bảo. Đây thưa quý vị. Đây là chùa Tam Bảo. Khi mà quý vị ngày xưa mà đi đó, tại vì trước đó là chưa có những cái tòa nhà này kia đó, thì quý vị có thể nhìn thấy rõ ràng cái chùa này, nhưng mà hiện giờ thì do nhà cửa đã cắt quá nhiều nên chúng ta chỉ còn thấy muốn đi vô chùa thì chúng ta sẽ đi đường, một là đường từ đường Nguyễn Trung Trực quẹo vô, hai là đường Ngô Quyền quẹo vô, thì đều đi qua đường Sư Thiện Ngăn hết. Đây là cổng trước hướng ra đường Ngô Quyền đó quý vị. Đây, ở đây khi mà nhìn ra ngoài á, thì đường ngoài kia là đường Ngô Quyền. Đây là quang cảnh ở phía bên trong nè quý vị. Còn đây là phía bên tay phải khi mà nhìn từ đường Ngô Quyền vào đó quý vị. Đây Lâm sẽ đi qua trước. Ở đây là phía sau của chùa nè quý vị. Sau đây mời quý vị cùng Lâm đi tiếp trên đường Nguyễn Trung Trực nha quý vị. Sau đây mời quý vị cùng đi tiếp trên đường Nguyễn Trung Trực khi mà mình đã rời chỗ chùa Tam Bảo quý vị. Tòa nhà quý vị đang thấy ở phía trước mặt đó là bệnh viện Bình An đó quý vị. Bệnh viện Bình An là một trong những bệnh viện tư nhân của rất lớn ở thành phố Bạch Giá. Đó là bệnh viện tư nhân lớn nhất
ở tỉnh Kiên Giang này. Còn đây là trường Lê Quý Đôn. Đối diện là trường Nguyễn Du trước đây nè quý vị. Hiện giờ ở đây là đã trường Nguyễn Du đã di dời xuống đường 3 tháng 2 rồi quý vị. Ở đây là một cái am ngay gần ngã tư xã Mai, hay còn gọi là đường cô Bắc cô Giang ngày nay đó quý vị. Để Lâm đi vào phía trong để mà có quý vị nhìn rõ hơn ở đây, đối với các bác lớn tuổi sẽ biết cái địa điểm này hơn. Đây còn gọi là trường Minh Đức ngày xưa đó quý vị. Trường này Lâm đọc là nhớ là trường này là trường của người Tiều thôi, là người Hoa. Đây là các mặt ngoài của trường Minh Đức. Đây là phía bên trong của trường Minh Đức này trước đây nè quý vị. Với các lối kiến trúc đậm chất của người Tiều. Để mà đi xa ra cho quý vị nhìn nó được rõ hơn cái toàn cảnh ở đây nè quý vị. Đây là trường Minh Đức. Mặc dù Lâm là người Hoa nhưng mà Lâm không có đọc được cái từ ở đây cái nào hết đó quý vị. Mong quý vị thông cảm cho. Nếu mà đọc được thì Lâm cũng sẽ phiên dịch luôn cho quý vị nha. Anh, bây giờ cái này là khu nhà ở hả anh? Bây giờ cái này là khu nhà ở hả? Quý vị có thể nhìn thấy cái từ là Minh Đức Tư Thục nè quý vị. Đây là chửi. Làm không giống như là chửi phổ thông vậy đó. Nhưng mà không biết là phải không hay là chửi Tiều thì tại trước đây Lâm có học cái tiếng Hoa một lần rồi nhưng mà cũng không phân biệt được rồi quý vị. Đây là công viên ở phía bên trong nè quý vị. Con cảm ơn ý. Dạ có bác nào nắm đây, con chỉ nhớ là trường này là trường Minh Đức cũ thôi. Ủa chế, nhớ là chế làm bên Bình An phải không? Anh nhìn giống bên Bình An. Dạ. Ông quên.
Đây là phía bên trong đó quý vị. Kiến trúc rất là đẹp quý vị. Đây là kiến trúc như là Ba Giang này. À dạ. Còn kế bên là trường Minh không, cái này hồi xưa là cái trường học Minh Đức. À trường học Minh Đức. Dạ. Và bây giờ ở trong này mình để cái chùa Hoa Liên, từ đường Hoa Liên. Dạ. Cũng như cái bụi thờ đó. Dạ. Thờ của Minh Đức. Dạ. Cái chùa này không phải. Tại con thấy mấy cái kiến trúc này là có làm lại chưa bác? Tại vì con thấy mấy cái sơn. 2007 bây giờ. 2007 hả bác? Dạ. Dạ. Cái bác còn rẻ hơn quá rẻ. Cái này là phải chặt. Lầu 2 nè. Để con ghi trên lầu 2 này luôn đó. Vậy là khóa của bác là khóa nào để con ghi? Cái đó là tôi học đó là mà năm 72, đó là năm lớp lớp 4 hoặc là lớp 5, lớp 6, 3 lớp đó. Vậy đó ha. Ừ. Dạ. Ủa ngày xưa ở đây mình dạy là dạy mấy lớp không bác? Có nói là nó có trung học và có tới lớp 9 nè. À lớp 9. Ừ. Còn cái trường mà Nguyễn Du kế bên ngày xưa gọi là trường gì bác? Hồi xưa mình đã gọi là Minh Đức. Minh Đức còn, chung hết luôn. Ừ, dạ. Cấp sau này á, trường nhà nước lấy á, nhà nước gửi là một trường học Nguyễn Du. À dạ. Trường này của người Tiều thôi phải không bác? Của người Hoa chứ không có, mà của dạ. Người gì, tại vì nó mượn của mình á. À dạ. Nó bây giờ nó đập phá nó lại xây lại đó. Dạ. Ông con thấy con thích mấy cái kiến trúc ở trong đây lắm. Tại nó phong cách nhìn nó nói chung là rất là đẹp. Dạ. Để con xin quay thêm vòng. Dạ. Sao dạ. Mở cửa ra quay có ảnh để coi có bà con dòng họ ta cả. Cái này con mở cửa đi vô được không bác? Dạ. Dạ dạ. Chừng 1-2 năm sau người ta về nó cúng kiến rồi. Dạ. Tại thường mấy bác ở xa sẽ đi có tuổi người ta sẽ về thăm lại quê hương một lần đó. Vô quay có không? Dạ, nếu có. Bà con dòng họ sẽ. Dạ. Ở đây là phía trong chứa đựng các bộ để mà thờ nè quý vị. Đây là phủ thờ Minh Đức nha các bác nói đó quý vị. Đây là ở phía trên nóc của phủ thờ nè quý vị.
hết nổi rồi, bây giờ giao cho ông nó ông làm. Dạ, vậy là quét dọn. Bác, cái này người ta gọi là nhà ba gian hả ta? Cái này gọi là cái đình chùa thôi chứ. Cái đình chùa thôi. Ừ. Cái này nó kiến thiết hồi cả trăm năm về trước luôn chứ không phải mới đây. Ủa, mấy cái này là bằng... Sau này là xi măng á. À, xi măng hả? Cô tưởng đâu là cái cột gỗ ngày xưa chứ, cột gỗ ngày xưa nếu mà vậy rất là mắc tiền. Tại con quay trường Minh Đức, rồi chùa Tam Bảo, rồi ngã tư Âm Địa, cái Âm Địa ngày xưa đó bác. Rồi ngã tư Xã Mai thì chút nữa con xuống con quay luôn. Dạ, tại vì những người ở... Mấy cái xương cốt ở trong này là thân nhân nước ngoài nhiều lắm đó. À dạ, mà lâu lâu họ có về thăm không? Nhiều cái là thưa chú thư bác biết là mấy chục năm rồi không về đó. À dạ, vậy là mình có miếng cái khu này là tới đây là hết hả bác? Ừ. Rồi không về thì ở đây ông Từ ở đây ông cũng thắp nhang cho đầy đủ, đêm nào cũng phải có chứ nó cũng không sao. Ông bà cũng quở trách được, nhưng mà tại giờ bệnh mình khó khăn không về được kìa. Dạ đúng rồi, cũng có nhiều cô bác ở bệnh bây giờ thật sự là họ cũng có họ không có về được, họ chỉ coi được những cái video clip giới thiệu về Việt Nam đó, thì họ coi thôi chứ thật sự là công việc là chứ nhiều khi mà cái tốt mà tuổi lớn tuổi tuổi già nó đã mất đi. Mất người, còn người trẻ con cũng cháu không con cháu thì tấn lên đó thì chỉ không biết là quê hương mà nó Việt Nam thôi. Dạ cũng không biết là có thờ ở đây luôn. Dạ con nghĩ là vậy họ chứ thường á là các cô bác lớn tuổi cũng mong về Việt Nam để mà một là tâm lại cố hương. Rồi cũng muốn cái nhiều cái xương cốt bây giờ con cháu thì ở đây thì cũng có nhiều lắm nhưng mà họ không biết. Có những người lớn tuổi nhiều khi nó bất tự tử nó đâu có nói được. Anh nó chỉ biết là trong này có thờ phượng trong này thôi. Nhưng mà không biết ở đâu. Đó, nếu mà không ghi lại cũng khó lắm đó. Thành ra họ cũng muốn về lắm, mong muốn về lắm mà về không được. Ủa bác là bác biết tiếng Hoa luôn hay là chút chút à chứ không có nhiều. À, bây giờ hồi xưa mình có học cái gì lâu quá mấy chục năm mà nó ôn rồi nó cũng quá. Ủa, bác cái này là tiếng phổ thông hay là tiếng tiều? Tiếng tiều thì bác nói đầy đủ được hết trơn, nhưng mà chỉ có tiếng phổ thông cái hồi đó mình học mình quên. À dạ. Ừ. Tại con đi học tiếng phổ thông thời gian mà con nhìn này con không dịch được gì hết. Bác bây giờ bác cũng không nhớ được tiếng này nữa. Dạ. Có hồi đó thì có học được mấy năm ở trên này này là bạn bè cũng đông lắm. Dạ. Nhưng mà không có thấy người nào về hết. Chị là lâu lắm rồi đó bác. Bác tin gì vậy mới mốt coi có bác nào nhận ra được không? Bác hồi đó là cái chữ qua đó là bác tên là Sĩnh Phủ, dịch ra tiếng Việt là Trần Phước. Trần Phước hả? Ừ. Bác nhớ con điện khóa của bác không? Khóa của bác là hồi lúc đó là năm lớp 4, lớp 5, lớp 6, 3 lớp. Vậy hả? 3 lớp nhưng mà học sinh thì cũng một lớp khoảng chừng mấy chục người. À dạ. Đó. Mà bây giờ á họ ra nước ngoài hết trơn cũng không gặp được ai hết. Dạ. À, biết đâu họ coi cái này có thể biết bác comment ở dưới là có thể biết. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn bác nha. Rồi. Con xin quay thêm khúc nữa. Tại con thích cái kiến trúc ở trong đây quá. Cái học sinh đó ngoài Việt Kiều ngoài đó thì đó, ở trong này thì đông lắm. Nhưng mà trong ba lớp đó bác là cũng gần 200 người có à. Ồ. Thì một lớp nó tới 4 mấy 50 người, có lớp thì 5 mấy người. Dạ. Wow. Con cảm ơn bác, con đi vòng cái. Con khoái mấy cái nhúc quá, cái màu đẹp quá bác ơi. Phối màu. Cái này là sơn nước hay là sơn sao bác? Sơn phùng của mình đó là sơn xịn đó. Dạ. Vậy tính ra là cũng lâu lắm, cũng 10 năm hả bác? 2007. 2007 đó vậy. Dạ. Mới lâu rồi. Dạ. Cái hồi cũ rồi nó cũ quá, nó xấu quá. Dạ. Con à, ở đây có một khu sao nữa hả bác? Khu sao đó giờ phá hết trơn rồi. À dạ. Bây giờ mình vô con bay cũng được. Mà phá trường hết trơn, cái trường của mình đó. À dạ. Họ mượn đó. Thôi. Năm mấy? Có thể 50, năm 4, năm 5, năm 6, năm 7, năm 8, 9 trở lại thôi chứ không được 60. À vậy là các lớp đó có thể biết chú ấy. Biết. Nếu mà trong ba lớp đó có thể là biết. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn bác. Dạ. Chú thì giờ chú và chú nghỉ học, nghỉ làm ở trong này giao cho ông này 4 năm nay nhưng mà chú vẫn còn ở trong này cũng còn trách nhiệm trong này thôi. Dạ. Giờ làm thì chú tập trung chú này làm thôi. Dạ. Rồi con cảm ơn. Đó là như vậy. Sau khi mà trường Minh Đức thì chúng ta chạy một chút nữa nó sẽ tới ngã tư Xã Mai. Ngã tư Xã Mai thì có cái tên Xã Mai là do trước đây là có cái tiệm của cô Đặng Thị Mai, là do dấu vợ của thầy ở trong trường Nguyễn Trung Trực đó quý vị. Còn
Hiện giờ đó là đường Cô Bắc và Cô Giang. Cô Giang thì nằm ở phía bên tay phải của chúng ta, Cô Bắc thì nằm ở phía bên tay trái của chúng ta. Sau đây xin mời quý vị cùng chạy qua luôn. Phía trước đó là cầu Kinh Nhánh đó quý vị. Cầu Kinh Nhánh thì sẽ đi qua đường Lê Lợi, là qua khu Vĩnh Thanh Văn trước đây. Khu Vĩnh Thanh Văn thì Lâm có là một cái clip ở phía dưới rồi, quý vị có thể tham khảo ở dưới để mà xem cái khu Vĩnh Thanh Văn. Còn Lâm sẽ quẹo xuống đường Nguyễn Thái Học là cặp cái sông Kinh Nhánh này quý vị, để mà xuống đường Cô Quyền nha quý vị. Còn đối diện con đường này qua phía bên sông á, là đường Trần Hưng Đạo ngày nay. Còn trước đó là đường Phan Thanh Giản của thành phố Gạch Giá đó quý vị. Sau đây Lâm sẽ chạy xuống cầu phía dưới là cầu Ngô Quyền và đường Ngô Quyền để mà chạy một vòng đường Ngô Quyền cho quý vị cùng tham quan cái trước đây, và Lâm sẽ chứng minh một số cái địa điểm mà quý vị có thể biết, và Lâm cũng có biết thôi, chứ còn những cái điểm trước đây nữa mà cụ thể hơn nữa thì Lâm cũng không có nắm rõ lắm, chỉ biết một số địa điểm có thể chứng minh cho quý vị thôi. Còn quý vị thông cảm và nếu có thông tin gì thì quý vị có thể comment ở dưới để mà mốt Lâm có làm những cái clip khác thì sẽ giới thiệu cụ thể hơn và rõ ràng hơn. Đây quý vị, đây là đường Ngô Quyền. Ở phía trước mặt của chúng ta đó là đường Ngô Quyền, và ở đối diện cái ống kính này luôn đó là xóm Bánh Tầm trước đây đó quý vị. Còn xé qua cây cầu mà trước mặt chúng ta đó là xóm xóm Lò Heo trước đây. Dạ, thưa quý vị, Lâm đang đi tới từ cái ngã tư mà xã Mai đó, quẹo xuống đây. Một khu mà một chút nữa chúng Lâm sẽ quay bên cái toàn cảnh ở phía trước của xóm Bách Tập nè quý vị. Từ khoảng ngã tư xã Mai đến đầu cầu Cô Quyền đó quý vị. Đây là nếu mà chạy lên thì sẽ ngay ngã tư xã Mai nè quý vị, còn gọi là đầu đường của Cô Giang đó quý vị. Còn đây là ở phía trước của xóm Bánh Tầm nè quý vị. Sau đây mời quý vị cùng Lâm đi tiếp đường Ngô Quyền xuống chỗ nhà máy trái nha quý vị.
chạy một chút đó, chúng ta sẽ tới đường đi xuống ngã tư Tinh Lành, hay còn gọi là đường, đầu đường của Chi Lăng á, thì chúng ta sẽ gần gần nhà máy, khu vực nhà máy trái ở đây. Sau đây Lâm sẽ đi tới khu vực nhà máy trái, còn gọi là nhà máy xay sắt lúa trước đây đó quý vị. Còn đây là chợ Vĩnh Bảo hiện giờ nè quý vị. Đây là chợ mới hình thành sau này. Bác ơi, cho con hỏi khu vực nhà máy cháy đó là nó đồng đoạn Sư Thiện An tới tới Chi Lăng hả? Sư Thiện An đó, mấy người ta mới Chi Lăng rồi đó. Không, nhưng mà khu vực nhà máy cháy thì chưa là nó ngay cái đoạn nào? Nó nằm ngay nè, nhà máy cháy thì nó nằm ngay nè. Nhà máy cháy là ở dưới này hả bác? Chứ không phải là ở dưới này hả? À, khu vực này ngày xưa cũng là nhà máy cháy luôn đó quý vị. Là chợ Vĩnh Bảo hiện giờ nè quý vị. Ủa bác, còn cái khu mà gần chùa Láng Cát đó thì gọi cái khu đó ngày xưa là gọi là gì ta? Gần đó là bên Chi Lăng. À không, có nghĩa là qua ngã tư Tinh Lành rồi qua ngã tư Lâm Địa là tới khu dạ Láng Cát. Ờ được con chạy đi. Mà cái đường Lạc Hồng ngày xưa là cái đường mòn phải không bác? Không, bây giờ đường lớn lắm, bây giờ chạy thẳng lại á. Không, không biết rồi, nhưng mà ngày trước đây nó là cái đường nhỏ xíu rồi phải không? Cái đường còn phải không bác? Không, đúng không? Không, nhỏ rồi. Lớn rồi, dưới là sân bay nè. Cái đoạn Lạc Hồng ngày xưa là sân bay quân sự ngày xưa đúng không? Rộng cái đường nhỏ đâu. À, rồi con xin phép con đi. Không, tại vì... Xác không? Bây giờ đường lớn, bây giờ chúng ta là đường ra. Đúng không? À, khu vực chợ Vĩnh Bảo trước đây là nhà máy cháy hay là nhà máy xây xác lúa trước đây đó quý vị. Còn đây chúng ta sẽ đến trường Sư Thiện An để mà chạy vô chùa, gọi là chùa Tam Bảo này quý vị. Ở đây thì mới vừa hoàn thành một cái cầu gọi là cầu Sư Thiện An nối liền thành phố Gạch Giá với phường Vĩnh Hiệp ở bên sông này quý vị. Ở phía xa đó là chùa Tam Bảo đó quý vị. Sau đây mời quý vị cùng Lâm đi tiếp trên đường Ngô Quyền. Ta vừa đi qua ngã tư Tinh Lành đó quý vị, thì ngay đầu đường Chi Lăng á để mà xuống ngã tư Tinh Lành, còn chạy thêm một đoạn đó là chúng ta sẽ tới ngã để mà quẹo xuống ngã tư Âm Địa, thì ngay cái đầu đường Nguyễn Văn Đinh hiện giờ thì mình sẽ chạy mình thẳng xuống là sẽ xuống đường ngã tư Âm Địa đó quý vị.
Đây đây là đường để mà xuống ngã tư Am Đệ nè quý vị. Hiện giờ nó là đường Nguyễn Văn Đinh đó quý vị. Phía trước mặt chúng ta chỗ nhộn nhịp này là chợ Bắc Sơn đó quý vị.